Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món gà kho sả ớt. Đây là một trong những món ngon rất phổ biến và dễ nấu cho bữa cơm gia đình hàng ngày. Tuy nhiên, để thịt gà giữ được vị thơm, ngọt, ngon, thấm vị đậm đà, có độ săn chắc tạo cảm giác hấp dẫn hơn cho món ăn, mình cần lưu ý các chi tiết nhỏ khi nấu. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau. Một con gà thả vườn đã làm sạch cần khoảng 1,5 kg, 6 nhánh sả lớn khoảng 100 g, vài trái ớt khô, ớt tươi khoảng 25 g, 2 củ hành tím lớn, nước dừa tươi khoảng 900 g. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong, bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nữa nha. Đầu tiên mình sẽ lấy gà ra, cắt tách lấy đoạn cánh, đùi, ức để lát nữa mình chặt nhỏ cho dễ. Mình chặt đoạn cánh ra làm 3. Phần đùi mình sẽ chặt làm 4. Phần trên sống lưng mình cũng chặt đoạn dài cỡ 2-3 cm. Tiếp theo lấy 2 củ hành tím lớn ra, khoảng 30 g, cắt lát mỏng. Rồi băm nhỏ. Và mình lấy ra khoảng một nửa, cho qua ướp thịt gà. Còn lại mình để riêng, lát nữa sẽ nấu sau. Ớt cắt lát mỏng và cũng băm nhỏ luôn. Tùy theo độ ăn cay mà mình nên chọn nhiều hay ít để cho phù hợp nha các bạn. Sả lấy ra đập dập hết. Và mình lấy 2 nhánh cắt lát mỏng. Rồi băm nhỏ luôn. Lấy hết. Cho qua ướp thịt gà. Còn lại 4 nhánh khoảng chừng 60 g, mình cũng cắt lát mỏng luôn. Và sau đó cũng băm nhỏ để riêng, hồi nữa mình sẽ nấu sau. Và bây giờ ướp vô thịt gà 3 muỗng canh nước mắm đây. Hạt nêm 1 muỗng canh đây. Muối nửa muỗng cà phê. Bột ngọt nửa muỗng cà phê. Đường 1 muỗng canh đây. Ớt băm 1 muỗng cà phê. Mình sẽ trộn đều lên để cho tất cả các gia vị toàn bám lên miếng thịt cho thấm. Ở bước này, mình sẽ ướp gia vị cho thật đậm đà luôn, để cho thịt thấm, hồi nữa mình kho, khỏi còn phải nêm nếm nữa nha. Đó, mình cứ xoay như vậy khoảng chừng 2 phút, thì tất cả các gia vị hoàn nguyện bám đều lên miếng thịt, rất đều rồi. Mình sẽ canh thời gian ướp khoảng 20 phút cho thấm rồi đem ra nấu nha. Sau khoảng hơn 20 phút, mình bắt chảo lên, rồi cho vô đây. Dầu ăn 5 muỗng canh. Cho hành tím băm vô. Sả băm, còn lại bao nhiêu mình sẽ cho hết vô, khoảng 60 g. Cứ để lớn đảo đều, cho sả hành lên hương thơm. Sau khoảng chừng 1 phút mình đảo đều thì tất cả cũng đã hòa quyện và thơm lắm rồi. Lúc này thì mình sẽ cho ớt băm vô. Thêm nửa muỗng cà phê bột nghệ để tăng cái màu sắc và có cái hương thơm hấp dẫn hơn cho món ăn. Rồi đảo đều cho tất cả các gia vị hòa quyện chung với nhau. Đó, đều lắm rồi, như vậy là được. Rồi bây giờ mình sẽ lấy gà cho vô. Rồi canh lửa lớn đảo đều tay luôn, cho thịt gà hòa quyện chung với sả, ớt và các gia vị cho thơm thấm. Mình cứ xào như vậy đến khi thấy thịt gà sang lại là được nha. Đó, sau khoảng vài phút mình xào đều thì tất cả thịt gà cũng đã săn. Ở phía dưới, nước trong thịt gà ra, nó cũng đã rút hết rồi, không còn nữa. Như vậy là được rồi.
Và bây giờ mình sẽ cho nước dừa vô để kho nha. Đó, cái lượng nước dừa mình cho hơi xăm xắp như vậy là được nè. Vì thịt gà mình kho nó cũng nhanh chín. Và ở bước này mình cho nước dừa vô kho mục đích là để tạo cái vị ngọt ngon hơn so với khi mình cho nước lọc. Đây cũng là một trong những cái cách làm để món ăn của mình được hấp dẫn hơn. Bây giờ mình sẽ giảm lửa xuống ở mức trung bình vừa, kho không cần đại nắp, để cho nước cạn xuống, khi đó thịt chín thấm. Mình cũng không cần nêm nếm gì nữa nha, vì lúc đầu mình đã ướp rất đậm rồi. Nồi thịt gà mình đã kho như vậy khoảng chừng 20 phút rồi, nước dừa cũng đã hơi cạn xuống gần song sắp với đế chảo. Lúc này thì thịt gà cũng đã chín đều rồi đó các bạn. Mình sẽ cho ớt khô vô để tăng cái hương thơm và hấp dẫn hơn. Rồi tiếp tục đảo đều cho thịt thấm hơn nữa. Đó, thịt gà thì mình nấu với thời gian như vậy lúc này cũng đã chín mềm thấm rồi. Nếu mình thích để nước lại thì nêm nếm cho vừa ăn rồi dọn ra. Nhưng để ngon hơn mình sẽ đảo đều vài lượt cho thịt thấm và tiếp tục canh lửa trung bình, kho cạn nước xuống cho thịt gà xoăn lại sẽ thơm và ngon hơn so với khi mình để nước xăm xắp. Đây cũng là một trong những cái cách kho mình hay áp dụng tại nhà, rất ngon luôn. Đó, sau khi mình đảo đều rồi để kho trên lửa vừa, lúc này nước cũng đã cạn xuống hết rồi. Và bây giờ mình tiếp tục đảo đều vài lượt nữa rồi sẽ dọn ra. Thơm lắm luôn các bạn. Mùi xả, thịt gà rất thơm luôn. Đó, sau khi đảo đều vài lượt thì thịt gà cũng đã xoăn lại. Thơm lắm luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn ra, ăn nóng nóng cho được ngon hơn nha. Như vậy là món gà kho sợi ớt của mình đã xong. Bây giờ mình xin mời các bạn nha. Cái miếng thịt gà mình kho xoăn lại, nước rút thấm hết trong cái miếng thịt. Gấp lên mình có cảm giác thịt gà có cái độ dai, chín mềm. Để bây giờ mình sẽ ăn thử coi sao. Xin mời các bạn nha. Thơm vị xả, dai, cay cay của ớt, ngọt của vị nước dừa. Tuyệt lắm luôn các bạn. Với vài bước cơ bản, mình có một cái món thịt gà kho xoài ớt rất dễ và đơn giản, ăn với cơm rất ngon. Nếu có dịp thì các bạn hãy nấu thử theo cách của mình như thế này xem sao nha. Video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.